Nhiều chị em lần đầu được làm mẹ rất bỡ ngỡ về cách chăm con, hay các mốc thời gian quan trọng của trẻ, chẳng hạn như lúc nào trẻ có thể ăn dặm được. Nhiều người quan niệm rằng không nên cho trẻ ăn dặm quá sớm. Như nào là ăn dặm sớm? Bé 4 tháng ăn dặm được chưa? Hãy cùng theo dõi video này để được giải đáp thắc mắc trên nhé. Bé 4 tháng ăn dặm được chưa? Theo các chuyên gia khuyến cáo thời điểm tốt nhất cho bé bắt đầu ăn dặm là khi bé đã phát triển kỹ năng cần thiết để ăn. Và thời điểm thích hợp nhất là bé 6 tháng tuổi. Tuy nhiên, điều này còn tùy thuộc vào mức độ sẵn sàng của bé và nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Do đó, bé 4 tháng ăn dặm được chưa là hoàn toàn có thể. Nếu bé sẵn sàng với việc ăn dặm thì bé có thể ăn dặm sớm hơn. Bên cạnh đó, do nhiều mẹ có tình trạng thiếu sữa thì có thể sẵn sàng cho việc bé ăn dặm sớm để bổ sung đủ chất dinh dưỡng cho bé. Tốt nhất mẹ nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia dinh dưỡng trước khi có ý định cho bé 4 tháng ăn dặm. Biểu hiện bé 4 tháng sẵn sàng cho việc ăn dặm. Mẹ thấy bé 4 tháng đã có thể giữ đầu thẳng sẵn sàng cho việc ngồi ăn dặm. Hệ tiêu hóa của bé cũng đã ổn định. Bé có thể làm các động tác như lật hay tự ngồi mà không cần sự giúp đỡ của người lớn. Bé bắt đầu hay thức dậy về đêm đòi mẹ cho bé tiếp mặc dù bé bú đã no rồi. Bé có hứng thú với đồ ăn khi nhìn thấy mọi người ăn cũng đưa tay ra đòi với. Đặc biệt mẹ thấy bé hay đưa tay vào miệng để cắn, hay lấy đồ chơi để cắn. Bé có hay chảy nước dãi và bắt đầu có biểu hiện mọc răng sữa đầu tiên. Bé 4 tháng ăn dặm được chưa nên ăn dặm như nào cho đúng? Bé bắt đầu ăn dặm mẹ nên tìm hiểu về các phương pháp ăn dặm cho trẻ. Như ăn dặm truyền thống hay ăn dặm kiểu Nhật, nó đang rất phổ biến với các bà mẹ Việt Nam tuy nhiên khi cho trẻ ăn dặm mẹ cần chú ý cho trẻ ăn dặm sao cho đúng quy tắc như sau cho bé ăn dặm từ loãng đến đặc để giúp trẻ dần dần làm quen với thức ăn hay là với việc ăn dặm điều này khiến cho hệ tiêu hóa của bé không phải làm việc quá nhiều vào một lúc cho bé bắt đầu ăn dặm từ ít cho đến nhiều mẹ không nên ép bé ăn quá nhiều ngay từ khi bé mới bắt đầu ăn dặm điều này có thể khiến bé sợ ăn dặm mẹ chỉ nên cho bé làm quen với việc ăn dặm mà thôi Chọn cho bé các thức ăn dặm đảm bảo an toàn và đảm bảo đầy đủ các chất dinh dưỡng như tinh bột, chất đạm, vitamin. Mẹ hãy cho bé ăn từ bột ngọt sang bột mặn để giúp bé dễ dàng thích nghi hơn với các món ăn. Cách làm bột ngọt cho bé bằng cách xay nhuyễn củ quả rồi trộn với sữa mẹ hay sữa bột. Hoặc chọn loại sữa bột có sẵn trên thị trường có mùi vị giống sữa mẹ cho bé 4 tháng ăn dặm được chưa bắt đầu ăn dặm. Một số ưu điểm và nhược điểm của việc cho bé 4 tháng ăn dặm mẹ cần biết. Ưu điểm của việc cho bé 4 tháng ăn dặm theo một số nghiên cứu mới nhất của anh cho rằng trẻ ăn dặm sớm có nhiều lợi ích. Đặc biệt là trẻ từ tháng thứ tư trở đi. Trẻ ăn dặm sớm sẽ có một giấc ngủ ngon hơn, và không còn có hiện tượng đòi bú ăn vào ban đêm nữa. Trẻ ăn dặm sớm sẽ no hơn và không hay quấy khóc đòi bú mẹ nữa và trẻ cũng có thời gian ngủ nhiều hơn. Trẻ ăn dặm sớm cũng ít bị giật mình khi ngủ hơn so với những trẻ bắt đầu cho ăn dặm từ tháng thứ sáu. Nhược điểm của việc cho bé 4 tháng ăn dặm có rất nhiều ý kiến trái chiều về việc cho bé ăn dặm sớm. Nhiều người cho rằng cứ cho bé ăn dặm sớm là tốt. Tuy nhiên nếu như bé chưa sẵn sàng ăn dặm và mẹ không chọn các loại bột phù hợp với độ tuổi ăn dặm của bé thì khiến cho hệ tiêu hóa của bé không tiêu hóa được. Hệ tiêu hóa của bé 4 tháng còn non nớt cho nên khi mẹ cho bé tập ăn dặm ở tháng thứ tư có lẽ sẽ khó tiêu hóa. Và bé có thể xảy ra hiện tượng tiêu chảy, nôn chớ hay đi ngoài ra phân lỏng. Đặc biệt khi cho bé ăn dặm sớm có thể trông bé vẫn bụ bẫm nhưng có thể bé đang bị suy dinh dưỡng. Khi mẹ cho bé ăn bột khiến bé no bụng hơn và kém bú đi. Mà trong bột thành phần lớn là tinh bột và các chất dinh dưỡng nữa nhưng nó không đủ để đáp ứng được nguồn dinh dưỡng dồi dào cần cho sự phát triển của bé được. Do đó bé dễ có thể suy dinh dưỡng hay bị thiếu chất. Mà khác nếu bé ăn nhiều bột mà cơ thể bé lại không thể hấp thu được còn gây ra tình trạng rối loạn chuyển hóa và tăng đào thải canxi qua đường tiểu. Gây còi xương ở trẻ bé 4 tháng ăn dặm được chưa nên ăn các món ăn nào? Thực đơn cho bé ăn dặm là điều vô cùng quan trọng. Để giúp bé dễ tiêu hóa, bổ sung đủ chất dinh dưỡng, do đó mẹ có thể tham khảo ngay các thực đơn sau. Súp rau, nguyên liệu để làm món này gồm có các loại rau như cải thảo, súp lơ, rau diếp, cải bó xôi và một chút nước. Mẹ rửa sạch rau và thái nhỏ ra. Đem luộc chín lên và xay nhuyễn chúng ép lấy nước và đun sôi lên cho bé ăn súp rau đó bột bí đỏ cho bé 4 tháng ăn dặm. Mẹ cần chuẩn bị một miếng bí đỏ, chút gạo và nước, thêm một thìa dầu ăn nữa. Cách nấu, cho bí đỏ vào luộc chín rồi vất ra làm nhuyễn rồi cho nước vào nấu bột với gạo đã chuẩn bị. Khuấy đều tay và lửa nhỏ. Gần được cho thêm một chút dập ăn vào để ấm cho bé ăn dặm. Sản phẩm hỗ trợ cùng bé ăn dặm. Ngoài ra để việc bé 4 tháng ăn dặm diễn ra thuận lợi. Mẹ có thể dùng men tiêu hóa Amano Enzyme Gold Nhật Bản cho bé sử dụng. Đây là sản phẩm chứa các lợi khuẩn, enzyme tiêu hóa và các chất dinh dưỡng, khiến cho hệ tiêu hóa của bé khỏe mạnh và tốt hơn. Từ đó hỗ trợ cho việc bé bắt đầu ăn dặm, bổ sung đầy đủ dưỡng chất và khiến cho bé ăn khỏe hơn. Trên thực tế giai đoạn bé 4 tháng tuổi này, sữa mẹ vẫn là nguồn dưỡng chất chính cần được bổ sung cho bé. Mẹ có thể cho bé 4 tháng tuổi ăn dặm để làm quen sớm chứ không bắt buộc việc bé 4 tháng ăn dặm phải ăn nhiều để khiến bé sợ hãi với việc ăn dặm và dẫn đến biếng ăn. Hy vọng với các thông tin tôi đã cung cấp ở video này mẹ có thể trả lời được câu hỏi bé 4 tháng ăn dặm được chưa. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video của thầy thuốc Lê Minh Tuấn. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình. Khi cần được tư vấn, hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo